cho mọi người. Mọi người đang rất là vất vả để làm việc trên những cái cánh đồng như thế này. Quay cho mọi người xem này. Hello mọi người đi. Chào ta rồi đi ta. Hello, ta chê lô. Bầu trời hôm nay không có được đẹp cho lắm. Không có gì là không thể hết. Không có gì là không thể hết nha mọi người. Hello tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ quay cho mọi người một buổi làm việc của mấy chị em mình ở trên cánh đồng nha mọi người. Đây là chị Bé. Kia là chị Tuyết nha. Còn đây là bé Hiền. Đó, bé Hiền năm nay 22 tuổi. Chị Bé năm nay 20 tuổi, gần 21 rồi. Còn chị kia cũng dạy bằng tuổi chị này. Rồi, đó. Rất là giỏi đúng không mọi người? Là phụ nữ phải mạnh mẽ. Ngoài là con gái phải xinh thì phụ nữ vẫn phải là mạnh mẽ nha mọi người. Đó, không cần sức đàn ông vẫn có thể ra ruộng làm những công việc như thế này. Đó, mọi người thấy giỏi không? Nếu mọi người thấy hay thì nhớ like, share và đăng ký kênh cho mình nha. Nguyệt Lâm là con trụ, trời ơi mày.